Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vòng Quanh Thế Giới, kênh YouTube thuộc sở hữu của TM Media. Các bạn thân mến, chắc hẳn là ai đó trong chúng ta cũng từng ước mơ trở thành giám đốc doanh nghiệp, công ty phải không nào? Ước mơ đó có thật, hoặc là đôi khi đó cũng là một câu chuyện vui vui có thể chia sẻ với nhau. Ước mơ đó sẽ hoàn toàn trở thành hiện thực nếu mà bạn sinh ra ở quần đảo Cayman, vì bình quân một người ở đây sẽ làm sếp đến 2 công ty. Về mặt số liệu thì đúng là như thế, nhưng mà thực tế ra sao và vùng đất này có gì thú vị? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Như đã nói trong phần giới thiệu, vùng lãnh thổ mà hôm nay chúng ta tìm hiểu đó là quần đảo Cayman. Quần đảo này là một vùng lãnh thổ hải ngoại của Vương quốc Anh, một quốc gia có rất nhiều vùng đất hải ngoại. Quần đảo Cayman nằm ở phía tây của vùng biển Caribe, gồm có Grand Cayman, Cayman Brac và đảo Little Cayman, có tổng diện tích khoảng là 264 km², nhìn chung khá là khiêm tốn. Năm 2021, dân số của cả quần đảo Cayman vào khoảng là 66,8 nghìn người. Còn số doanh nghiệp đã được đăng ký tại đây là hơn 115 nghìn doanh nghiệp. Năm 2020, do đại dịch Covid-19 mà số doanh nghiệp tuyên bố ngừng hoạt động ở đây lên tới khoảng là 9.000 doanh nghiệp. Nhưng mà cùng lúc đó cũng đã có rất nhiều doanh nghiệp mới được hình thành. Nếu chia cho dân số thì năm 2021, bình quân một người ở quần đảo Cayman có trong tay 1,7 công ty. Và để nói cho tròn thì là một người sở hữu khoảng 2 công ty, chúng ta sẽ cố gắng để làm tròn với nhau một chút như vậy. Quần đảo Cayman là một trong những nơi có số lượng doanh nghiệp trên đầu người cao nhất trên thế giới. Khó ở đâu khác cao hơn được ở nơi đây. Nhưng mà có đúng là mỗi người dân tại quần đảo Cayman đều điều hành từ 1 cho đến 2 doanh nghiệp hay không? Thực tế là không phải như vậy đâu. Ai cũng điều hành doanh nghiệp thì lấy đâu ra mà nhân viên? Chẳng lẽ các doanh nghiệp một thành viên hay sao? Việc quy đổi số liệu như thế để cho chúng ta thấy rõ là ở quần đảo Cayman nhiều doanh nghiệp đăng ký hoạt động như thế nào mà thôi. Sở dĩ là nhiều công ty đăng ký hoạt động ở quần đảo Cayman là vì ở nơi đây được coi như là thiên đường thuế của thế giới. Như mình đã đề cập trong một số video trước đây về các quần đảo thiên đường thuế, những nơi này cung cấp dịch vụ ngân hàng hải ngoại cho các cá nhân và doanh nghiệp nước ngoài, giúp họ không phải trả tiền thuế thu nhập ở các quốc gia mà họ phải cư trú. Ví dụ như là một tập đoàn lớn ở Mỹ có thể là thành lập một công ty con ở tại cái quần đảo Cayman này và chuyển tất cả doanh số bán hàng thông qua công ty con, không thông qua công ty mẹ có trụ sở ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp này thì công ty vỏ bọc và tuân theo luật thuế của Cayman chứ không phải của Hoa Kỳ nữa. Và tập đoàn kiếm được lợi nhuận từ đó thay vì phải chịu mức thuế doanh nghiệp của Hoa Kỳ. Ví dụ như là ở mức là 38,9% vào năm 2017. Lợi nhuận của công ty này không phải chịu bất kỳ khoản thuế doanh nghiệp hoặc là thuế thu nhập nào áp dụng tại quần đảo Cayman. Chính nhờ cách này mà quần đảo Cayman đã trở thành một thiên đường thuế phổ biến trong thế giới tinh hoa và các tập đoàn đa quốc gia lớn của Mỹ vì không bị đánh thuế doanh nghiệp hoặc là thuế thu nhập đối với tiền kiếm được bên ngoài lãnh thổ cư trú. Thế cho nên là hàng trăm nghìn công ty đăng ký hoạt động tại quần đảo Cayman. Nhưng mà thực tế chẳng hề hoạt động ở quốc gia này làm gì. Nơi đây chỉ giống như là cái vỏ bọc của các công ty đó mà thôi. Chính phủ Cayman thì không đưa ra một giới hạn đối với số vốn đăng ký của các công ty nước ngoài. Thông thường thì số vốn tối thiểu được đăng ký là khoảng 50.000 đô la Mỹ. Quy định pháp luật yêu cầu mỗi công ty phải có ít nhất là một cổ đông, có thể sử dụng quốc tịch ở bất kỳ một quốc gia nào khác. Công ty chỉ cần ít nhất là một người giám đốc, dùng quốc tịch nào cũng được. Người nộp đơn thì chỉ cần cung cấp tài liệu có thể sử dụng làm bằng chứng để mà chứng minh địa chỉ và danh tính. Các công ty đang đăng ký tại quần đảo Cayman không phải nộp báo cáo tài chính. Khi mà các công ty này thực hiện hoạt động bên ngoài biên giới thì họ không phải khai báo thuế hoặc nộp thuế nữa. Đây chính là một điều mà thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư nước ngoài vào thiên đường thuế Cayman. Đấy cũng là lý do vì sao một quần đảo Cayman có dân số chỉ là hơn 66,8 nghìn người, nhưng mà có tới là hơn 100 quốc tịch khác nhau nữa. Điều quan trọng là ở đây, sự riêng tư được đảm bảo tuyệt đối,
Nhờ đó mà Cayman giúp các cá nhân và chủ doanh nghiệp che chắn tài sản cũng như là danh tính của họ khỏi con mắt tò mò khác. Nhờ thu hút nhiều công ty, tập đoàn lớn của thế giới mà theo một báo cáo, quần đảo Cayman đã trở thành trung tâm tài chính ngân hàng lớn thứ 5 trên thế giới với tổng số vốn huy động lên đến 1,5 nghìn tỷ đô la Mỹ. Quần đảo này thì có hơn 300 ngân hàng, chủ yếu được cấp phép để mà hoạt động trên thị trường quốc tế. Hoạt động trong nước rất là giới hạn. 40 trong tổng số 50 ngân hàng lớn nhất thế giới có chi nhánh tại quần đảo Cayman. Ngoài ra thì còn có một số nhà cung cấp dịch vụ tài chính như là các công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hay là các công ty luật. Bình thường thì ai mà tin được một quần đảo nhỏ bé như Cayman lại có thể sở hữu những thông số kinh tế tài chính khủng khiếp như thế. Nhưng mà thực tế thì hoàn toàn là như vậy. Vậy là một người dân Cayman không điều hành gần 2 công ty hay là doanh nghiệp như chúng ta tưởng. Nhưng mà sự có mặt của nhiều doanh nghiệp như thế đã góp ích rất nhiều cho sự thịnh vượng và giàu có của quần đảo Cayman. Năm 2019, GDP bình quân đầu người tại quần đảo Cayman lên tới là 91.392 đô la Mỹ theo thống kê từ Ngân hàng Thế giới. Thông số này không chỉ là top đầu của khu vực Caribe hay là châu Mỹ mà còn nằm trong nhóm đầu của thế giới. Với mức GDP bình quân đầu người thế này thì quần đảo Cayman chỉ kém vài nước mà thôi. Tất nhiên là việc trở thành một thiên đường thuế cũng mang tới nhiều dị nghị cho quần đảo Cayman. Hồ sơ mà vỡ ra thì không biết sẽ thiệt hại đến mức nào. Quần đảo Cayman hay là các thiên đường thuế khác đều rất sợ các vụ hồ sơ nọ, hồ sơ kia khi mà bị tiết lộ. Liên minh châu EU cũng đã đưa quần đảo này vào danh sách đen về thiên đường thuế. Nhưng mà bất chấp các khuyến nghị quốc tế thì Cayman vẫn phát triển không ngừng và trở thành một trung tâm tài chính quốc tế lớn. Danh tiếng quần đảo này ngày càng được tăng lên. Thậm chí là quần đảo Cayman này vẫn đang cạnh tranh khốc liệt với các trung tâm tài chính quốc tế như là Thụy Sĩ, Hồng Kông, Luxembourg và ngay chính là London. Những thiên đường thuế kiểu như quần áo, Cayman sẽ còn tồn tại lâu đời và tiếp tục phát triển. Nhưng vấn đề về thuế má, tài chính chỉ là một khía cạnh. Khi mà nói về quần đảo Cayman, nơi đây không chỉ nổi tiếng vì là thiên đường thuế mà còn là thiên đường du lịch. Nằm ở biển Caribe mà không phát triển du lịch thì thực sự là phi lý. Cái được đầu tiên của quần đảo Cayman là khí hậu lý tưởng. Khí hậu của quần đảo Cayman là một kiểu khí hậu biển nhiệt đới với một mùa mưa khoảng từ tháng 5 đến tháng 10 và một mùa khô tương đối nóng từ tháng 11 đến tháng 4. Có một điều chắc chắn là không thể tránh khỏi ở vùng Caribe này cũng như là quần đảo Cayman, đó chính là bão nhiệt đới. Như đã đề cập ở phần đầu, quần đảo Cayman có 3 đảo chính. Trong đó thì chính nhất trong số các đảo chính là Grand Cayman. Phần lớn dân số của cả vùng nằm ở đây. Dân số tập trung nhiều về đây đến nỗi mà ở đảo Little Cayman, tức là Cayman bé nhỏ, dân số chỉ khoảng 200 người mà thôi. Hòn đảo này là một trong những nơi mà ít dân cư bậc nhất ở vùng biển Caribe. Ở đây, đông nhất không phải là người mà là con cự đà. Có nơi gọi là con kỳ đà, cỡ đâu khoảng 2.000 con. Nhưng mà cũng chính vì vắng vẻ nên là ở đây rất yên tĩnh. Còn nếu muốn ồn ào thì phải đến đảo chính, đó là Grand Cayman. Nhưng mà cự đà không chỉ là loài vật phổ biến duy nhất ở quần đảo Cayman. Nơi đây có rất nhiều loài vật hay, ví dụ như là nhiều loài chim quý, một số loài rơi hay là rùa biển. Nhà thám hiểm Columbus đã từng gọi quần đảo Cayman là một hòn đảo của những con rùa biển. Vì ở đây có quá nhiều rùa biển. Con số rùa biển ở quần đảo Cayman thực sự là rất lớn và đa dạng. Lặn biển thì sẽ dễ dàng gặp rùa biển, hoặc là có một loài nữa cũng rất hay là cá đuối gai độc. Ai mà lặn biển hoàn toàn có thể bơi cùng loài này để mà có một trải nghiệm rất thú vị. Ở quần đảo Cayman, điểm lặn biển thì nhiều vô kể, nhưng mà người ta nói rằng bạn có thể ở đây cả năm và mỗi ngày lặn một chỗ khác nhau, đa dạng đến như vậy cơ mà. Nước biển ở đây thì ấm, khá tĩnh và trong, tầm nhìn lên đến là hơn 30 mét, nên là sẽ dễ dàng để mà ngắm nhìn sự đa dạng của biển cả bên dưới. Và có một điều rất đặc biệt về tự nhiên ở quần đảo Cayman, đó là ở đây có những loài hoa phong lan cực kỳ đẹp và hiếm của thế giới.
Ai mà thích chơi lan đến đây chắc chắn là sẽ phải ngất ngây trước vẻ đẹp của lan Cayman. Không chỉ du lịch biển, ở đây còn có những hoạt động văn hóa rất đa dạng. Ai mà chẳng từng nghe tới danh xưng cấp biển vùng Caribe, hoặc là đã theo dõi bộ phim nổi tiếng này rồi. Ở quần đảo Cayman có hẳn một tuần lễ cướp biển trong năm, đó là tuần lễ 10 ngày, từ 12 cho đến là 22 tháng 11. Tuần lễ này thì có đủ thứ hoạt động hay ho, tất nhiên là có diễn cảnh cướp biển xâm chiếm đảo. Ai mà muốn hóa thân thành cướp biển như trong phim, cầm chiếc la bàn đặc biệt và khẩu súng chỉ có một viên đạn thì có thể đến đây vào tuần lễ cướp biển hàng năm. Trên đây là những chi tiết vô cùng đặc biệt về quần đảo Cayman, một thiên đường thuế khác của thế giới, một nơi giàu có, xa hoa và cũng rất đẹp về mặt phong cảnh. Hy vọng là các bạn sẽ có những trải nghiệm thú vị với clip ngày hôm nay. Nếu cảm thấy thú vị thì đừng quên nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Mỗi ngày Vòng Quanh Thế Giới sẽ công chiếu 2 video mới vào lúc 11 giờ và 19 giờ. Các bạn nhớ dành thời gian để đón xem nhé. Còn bây giờ, xin được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.